Nhớ là ông lên tới mẹ ơi. Su ơi, em đang lên cho ông nè. Lên đi, lên lẹ đi Su. Ơi à! Trời ơi, ổ mặt là cho mẹ. Trời ơi. Hiện tại thì đã có 12% các bạn đã đăng ký kênh rồi, nhưng còn tới 88% còn lại các bạn chỉ xem thôi nhưng quên mất là đăng ký rồi. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký và nút chuông để theo dõi những video mới nhất từ Heavy Free Fire nhé. Hey Joe, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Heavy Free Fire. Mình là AS Mobile. Mình là K74. Mình là Negame. Là Stolen. Hôm nay bọn mình sẽ có một trò chơi rất hay, đó chính là xây nhà trong đảo huấn luyện. Và bọn mình sẽ chia đôi ra làm hai đội. Bây giờ các bạn chia đội đi, bắt cặp nhau đi. Đội nam, đội nữ đi ha. Ok. Mình sẽ vào trong đảo huấn luyện và sau đó mình mua cái búa, biết cái búa xây nhà không? Đó, mình mua cái đó và sau đó mình xây cái nhà. Ok. Nhà ai mà to và đẹp thì sẽ được chiến thắng. Ờ, còn nhà ai mà nhỏ mà xấu thì sẽ bị cái gì quên rồi ta. Thôi vô trước rồi tính à, phèn phà mình tính sau ha. Vô. Cái gì vậy trời? Đội nào mà xây nhà đẹp á thì được 10.000 kim cương, còn đội nào thua thôi. Mà đi. Sao cái búa mua ở đâu anh sao? Mua đây đi theo anh. Okay. Mình đi bây giờ mình cái tật ca. Mình qua đây đi nè. Mình xây nhà bên đây đi. Okay. Ra biển xây cho đẹp. Mua cái gì anh? Mua cái búa hả? Chính xác. Búa. Mua một cái hả? Mua một cái thôi anh. Anh mua 3-4 cái luôn rồi, 5-6 cái rồi, anh mua 100 búa rồi. What? Mua nhiều búa lúc được hả? Được. Ok. Này, xe thay ngoài đây có một mảnh đất đẹp lắm, em mới mua. Đâu mảnh đất nào? Kịp xây nhà. Ủa gì trời, chỗ nhà ta bà ra. Ủa chỗ ta bà trời. Đẹp cũng đẹp nè. Nam nam. Ai, chỗ người ta chứ bộ. Giờ em sẽ xây cái nền nha. Ờ giờ xây cái nền nha. Ok. Anh cũng thấy ở đây có mảnh đất rất là xinh nè. Wow. Kiên ơi, qua đây mình xây bên này Kiên ơi. Ok. Nhà mày xây nhà bự hay nhà nhỏ? Bự, mình làm nhà bự đi, ở chứ đã. Mình đi giao mà. Đâu mà. Nữ đại gia. Yo, anh sao rồi? Để em một xíu. Ok. Anh xây nền nè. Em bay nè. Ghê chưa? Ủa sao đây vậy trời? Ai mà biết được. Chỗ người ta mà lại đây hả? Xây nhà. Trời mất dạy. À các bạn ơi, trong clip này sẽ có giveaway nha. Các bạn nhớ xem hết clip để trả lời câu hỏi giveaway và nhận được kim cương nha. Ok. Ôi là béo xẹo vậy. Bắn nha. Xây thêm trên đây nữa. Em thích nhà bự. Đẹp. Làm cái cửa sổ này, làm cửa sổ nhìn qua nhà hàng xóm bên thế nào, thấy cái cửa sổ nhìn qua nhà hàng xóm không? Ok. Đó. Má đi. Rồi, anh xây bên này, em cứ xây bên kia đi. Ok. Này bị méo gì vậy Su ơi? Cái gì vậy? Ừ, bấm cái làm lại đi, bấm cái này. Ok. Đó, hơi bị đỉnh. Ủa? Gì đấy? Yeah, boy. Đây. Ủa anh ơi sao bắn không được anh? Ai mà biết được. Anh đâu biết đâu. Mà nó không bị kìa. Chắc súng em bị lỗi rồi. Bắn okay, đi nào. Ok xong. Good job em. Thôi kể đi. Lắp cái nó lên. Thôi. Để anh lắp máy cho. Ok. Lắp đi. Máy nhà. Thôi. Cho nó biết lại cái đoạn này đi. Ok. Gì vậy trời? Đó, mình có cái nhà nhìn qua nhà hàng xóm mà được rồi, mình có cái nhìn qua nhà hàng xóm mà được rồi. Từ. Mình có cái anh gì phải leo lên đây, leo lên đây lắp máy nhà. Trời. Ủa? Gì cái vậy? Bị tan. Sao bị tan rồi? Ủa trời ơi. Bên kia xây nhà to quá nên nó bị tan rồi kìa. Thôi vậy xây nhỏ lại đi mày ơi. Ok. Ấy dạ. Một cái thôi nha. Rồi đó. Nhỏ, lắm cái nhà bự mà. Ui. Nhà bự nó bị tan. Bị tan rồi, nó bị tan kìa. Ảo thật đấy. Nó bị tan theo thời gian. Nó bị tan theo thời gian kìa. Thật không thể tin được. Tan mà. Oh shit. Nhanh lên. Ủa? Trời ơi, mất dạy. Không được rồi, bây giờ thôi, cái này bị tan rồi mọi người ơi. Đây, mọi người tập trung lại nè. Bây giờ cái này bị tan nó rất là khó ha. Nên bây giờ thì
chúng ta sẽ có một trò chơi đó là leo lên trên cái khinh khí cầu á, mọi người thấy không? Đâu? Đó, khinh khí cầu trên á, ai lên trước thì sẽ nhận được quà, chịu không? Sao lên được? Leo bằng cái này này, đừng đi đường kia. Đây, đứng đây nè. Ủa, gì trời, đòi leo cái này lên trên. Cái gì vậy? Xây bằng cái này nè, đó. À, thế à? Xong rồi, ấy á. Dạ, tan mà. Không, xây bằng cái này không tan đâu, cứ xây đi lên là được. Xây bằng tấm này nè. Làm đi. Ok. Rồi giờ chúng mình ơ bên kia kìa. Cái gì vậy trời? Đi theo. Mình chỉ cần đi theo mà không cần làm gì hết. Ô là trời, ủa. Sao mấy người lên đây? Ai mà biết được. Ê! Nani? Gì trời? Chào! Mày! Chào! Ok! Chào! Què gì vậy? Quát rột! Bộ vui lắm hả cười? À, ai đây, xe đây. Ai mà biết được? Lên lại, nhanh. Kiểu gì đó trời. Bên đây. Trời. Ôi là trời. Quỷ kiên. Rồi, con quỷ kiên này. Quỷ kiên từ kiên. Na đi đâu Na? Em đi theo lên. Quá. Adu. Em kiếm được một góc một mình em. Thông minh lắm. Để không ai. Cái gì vậy? Chết rồi. Bị lộn rồi. Bí quá vậy? Lên Kiên ơi. Em chưa lên được. Ôi rồi. Ngu rồi. Nhớ là ông lên tới rồi mẹ ơi. Su ơi. Em đang lên cho ông nè. Lên đi Su. Ôi. Ổng hạch là cha mẹ. Trời ơi. Trời, hại người hôm trước. Trời phạt. Mà đi. Đi mua tiếp. Đồ. Đâu ơi. Mua đâu vậy? À đây. Ơi là cha, chú không ngờ anh Sang là người như vậy các bạn ơi. Thật không thể tin được. Ủa nó tan Julian ơi, What? Mua hết tiền luôn rồi. Mua tiếp. À, chú đâu? Nani? Julian gì vậy? Julian ơ. Chết Ender, Julian làm vậy, Julian. Nói tiếng gì vậy cưng? Chết cha đang xây, đang leo hết cái rồi mẹ ơi. Cái gì vậy trời? Nani? Đang leo hết cái đó. Ảo thật đấy. Julian, hai, từ hai, em làm cái cao, em làm cái cao cho ở đây, rồi em làm cái bằng được chưa? Ok, đi. Okay. Em làm cái bằng đi. Quỷ nai á, xếp á. Rồi, để em làm cái cao cho. Nó đâu rồi, nó trên đầu mình. Rồi. Gì bà nói? Đi run. Con quỷ na gần lên tới rồi. Oh shit. Bắn đi. Rồi lên. Đây đừng có đi trước ổng, đừng có đi trước ổng. Á chà! Anh Kiên ơi! Em xin lỗi. Trời ơi, anh Kiên. Đồ ăn hại. Trời ơi, anh trời. Anh Kiên ơi, là anh Kiên. Tại sao vậy, mình sắp lên tới rồi. Anh Kiên ơi. Ngu thì chết. Lên nhanh lên. Lên. Trời anh xem anh kiếm chuyện gì ta chi vậy, bán cái kìa. Trời ơi, anh trời. Ơ, gần lên rồi nhưng mà hết rồi nào. Em cũng hết rồi. Là trời. Cái nịt. Hết rồi. Này. Nói gì đi. Không. Ủa.
Nói đâu? Có nói gì đâu? Ủa hết rồi hả? Hết rồi hả? Chính xác. Ôi kỳ lạ. Cây là thực đen leo cái mắt. Ok. Và câu hỏi giveaway của chúng ta sẽ là trong clip AS trốn tìm tại map thành phố thì Kiên bị Na chặn đường chết bo ở ván thứ mấy? Các bạn nhớ trả lời câu hỏi thật là nhanh và thật là chính xác sẽ nhận được 20.000 nạp vào kim cương nha. Wow. Em thắng rồi. What? Ủa ai thắng? Anh thắng chứ. Em lên tới đâu, nè. Đâu? Em đang trên khi cầu nè. Ủa đâu ra Quy Na lên tới vậy? Ai mà biết được. Lên tới nè. À, đi bằng cái đường quỷ sứ này đúng không? Cái nào em leo bằng cái này lên mà. Nè, cái này của em leo lên nè. Đâu cái nào? Chính bằng thực lực của Na lên ạ. Đâu? À, mấy cái này đúng không? À, mấy cái này đúng không? Ủa cái anh gì vậy? Xuống hết rồi. Ủa cái gì nè? U là trời đất đó. Cái gì vậy trời? Sao anh bay xuống được vậy? Em chạy thẳng xuống, cái chạy thẳng xuống luôn. Ôi là trời. Oh my god luôn á. Ok. Và cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip ngày hôm nay. Và đừng quên để lại cho Heavy một like, một lượt chia sẻ. Ai chưa đăng ký thì nhớ nhấn nút đăng ký nha. Và đừng quên bấm đăng ký kênh của tất cả thành viên trong Heavy nha. Và bây giờ thì clip đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Số gì đây? Số gì đây? Có ra có mấy con máy gì đây? Tình yêu như vậy thịt gà người trẻ hóng hức người già chơi dai. Nhấn nút like rồi subscribe.